Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không tên nhãn phụ bằng tiếng Việt chưa rõ nguồn gốc xuất xứ trong kho hàng của hotgirlmileystyle.com ở Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 12, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và Ban chỉ đạo 389 quốc gia bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong khu đô thị Đồ Nghĩa, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Kho hàng là một căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng trên 100 m2, toàn bộ diện tích bên trong căn biệt thự cũng như cầu thang lên xuống đều được chủ cơ sở tận dụng làm nơi chứa hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, trên 50 nhân viên có mặt ở các tầng đang thực hiện đóng gói dán đơn lên các sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên livestream trước đó. Các đơn hàng được đóng gói chất thành hàng đống, nằm la liệt gột gang trên các mặt sàn. Mỗi đơn hàng có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Hàng hóa tại đây đa phần là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng tiêu dùng trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Một lượng lớn hàng hóa vừa được vận chuyển về kho, còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại tầng 1 của kho hàng, hàng chục kiện hàng lớn đang được đóng gói và niêm phong cẩn thận. Bên ngoài có những ghi chú về đơn hàng chốt trên các nền tảng khác nhau như Facebook, TikTok đang chờ để giao về cho đơn vị vận chuyển. Chủ cơ sở không có mặt tại thời điểm kiểm tra, theo thông tin từ lực lượng chức năng, tại thời điểm đó, quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Được biết, chủ kho hàng là một hot girl nổi tiếng cho kinh doanh hàng hóa online trên nhiều nền tảng từ TikTok, Instagram, Facebook cũng như website với tên gọi MileyStyle.com. Trên nền tảng Facebook, MileyStyle.com có 332.000 lượt thích và 520.000 lượt theo dõi với đăng tải công khai và số tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hoàng Miley với 12 số điện thoại cho đơn tư vấn khách hàng. Đặc biệt trong phiên livestream ngày 23 tháng 12, tài khoản mylistline.com đã thực hiện phiên livestream kéo dài 12 tiếng với 647.000 lượt xem và 4.100 lượt bình luận chốt đơn sản phẩm. Tham dự cùng phiên livestream còn có sự xuất hiện của một số TikToker sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi như Piu Piu, Phương Ngân. Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm, phân loại sản phẩm và liên hệ với chủ cơ sở để kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa tại kho hàng vụ việc này là một trong những vụ việc nổi bật về việc kiểm tra kho hàng kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử mà lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và cục thương mại điện tử và kinh tế số thực hiện